Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm mà vừa giúp cho bạn trị viêm và se kít vùng kín luôn. Có rất là nhiều chị em, các bạn thấy là đa số là hầu như chị em sau khi mà chúng ta thấy là sau khi sinh hoặc là đến độ tuổi hoặc là cơ thể chúng ta nó cũng bị sẵn rồi, cơ thể nó là như vậy sẵn rồi thì nó khá là rộng đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều chị em mà sau sinh thường ấy thì nó bị rộng ra rất là nhiều, hoặc là những chị em mà cơ thể nó bị bẩm sinh đó là bị cái tử cung của chúng ta nó to đúng không ạ? Nó to thì các bạn thấy là nó rộng, nhiều khi là chúng ta thấy là không có cảm giác, hoặc là đối phương người ta không có cảm giác thì người ta rất là chán đó. Thì cái các bạn thấy là cái một trong những vấn đề mà để giữ lửa hạnh phúc đó chính là cái chuyện chăn gối của chúng ta. Mà cái chuyện chăn gối này mà chúng ta không đáp ứng được thì bạn thấy là làm cho đối phương dễ bị chán, hoặc là dễ bị các bạn là dễ có đối tượng thứ ba chen vào lắm, nên là cái này nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Cái viên đặt xe kit mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái sản phẩm viên đặt xe kit đến từ Thái Lan. Mặc dù cái sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn là đào thải được các cái chất bẩn ra bên ngoài, tuy nhiên thì nó không thêm nhiều về, mà nó cái tác dụng chính của nó là viên đặt xe kit nha mọi người. Đấy, nên là nhiều bạn mà đang bị viêm nhiễm thì mình khuyên các bạn là nên điều trị viêm nhiễm trước. Đấy, nấm ngứa rồi là viêm nhiễm hay làm cho bạn khó chịu, hay là các bạn bị tức, bị đau, bị rát khi quan hệ, đó chính là do các bạn đang bị viêm nhiễm hoặc các bạn nội tiết ở bên trong nó đang kém, thì cái này thì mình sẽ tư vấn sau bạn. Còn mình nay mình sẽ giới thiệu với bạn cái viên đặt trị phụ khoa, đó là viên đặt Difugo của ở Thái Lan. Loại này thì các bạn thấy là khách hàng của mình dùng rất là hiệu quả luôn. Loại này một viên, tức là các bạn thấy là liệu trình của nó, lộ trình của nó là một viên thôi, tuy nhiên thì để mà các bạn thấy là để mà dứt điểm hoàn toàn thì mình khuyên các bạn sẽ dùng cho mình một lộ trình là 3 viên. Đấy, dùng 3 viên nha mọi người. Đây mình sẽ cho các bạn xem này. Đấy, cái viên Difugo này thì bạn thấy là đặt này rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là trước khi đi ngủ đó, các bạn chỉ cần đặt cho mình một viên vào sâu tầm 3 đốt ngón tay. Và một viên như vậy thì các bạn thấy là lâu lâu chúng ta đặt một viên thì chúng ta cũng nên không quan hệ nhá. Đó, các bạn thấy là kiêng kiêng luôn quan hệ. Đó thì sản phẩm này thì các bạn đặt xong cái là các bạn nhẹ nhẹ nhàng luôn, nó đào thải được hết các chất bẩn ra, đỡ bị ngứa hẳn luôn và trị nấm rất là tốt nha mọi người. Đó. Còn nếu mà bạn nào mà cao sau khi mà sạch sẽ rồi mà các bạn muốn khít thì chúng ta đặt sạch sẽ xong rồi thì bạn sẽ sử dụng cái viên đặt sạch khít cho mình. Đó, chứ còn không không là chúng ta không sẽ không dùng cái sản phẩm này theo kiểu là đang điều trị nấm, ngứa và viêm nhiễm mà chúng ta lại đặt sạch khít là không đúng rồi. Bị cái gì thì chúng ta sẽ đặt cái đấy nhá. Đấy, có chữa xong thì chúng ta mới 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 có chữa xong được hẳn thì chúng ta lại mới ấy nhá. Đấy, thì cần biết chi tiết rõ hơn về hai cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 382 98 nhé. Ok, xin chào cả nhà.